Hoan hỉ, chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống của mình. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi Dần thì có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của chính mình. Tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy rằng những người tuổi Dần bị phạm vào thái tuế, nên khuyên quý vị tuổi Dần nên hài lòng với hiện tại của mình. Và trong công việc thì bạn cứ tiến hành một cách bình thường là tốt. Việc như thế nào thì chúng ta cứ để như thế ấy và không nên tính chuyện lớn lao. Mọi việc bạn hãy thuận theo tự nhiên thì tự nhiên chúng ta sẽ được yên lành tốt đẹp. Trong tháng 7 âm lịch này thì những quý vị tuổi Dần chắc chắn gặp được nhiều may mắn do được quý nhân tương trợ nên họ cũng có những thành công rực rỡ trong tháng 7 âm lịch này. Tháng 7 âm lịch có thể nói là một tháng cực kỳ hanh thông, thành công đối với họ. Vậy nên những quý vị gia chủ tuổi Dần chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Quý vị thân mến, để biết được vận trình của những người tuổi Dần gặp được thành công và may mắn như thế nào về con đường tài chính, tài lộc, thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết mà thầy Gia Cát gửi tới tất cả quý vị ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Dần trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng 7 cho quý vị gia chủ tuổi Dần trên phương diện sự nghiệp gặp khó khăn bùa vây, cạm bẫy sang lối. Người tuổi Dần làm việc vất vả hơn, mất công mất sức mà chưa thể thu về được kết quả như mong đợi. Dưới tác động của cục diện xung khắc, người tuổi Dần làm gì cũng một thân một mình, không có người thân, bạn bè giúp đỡ. Người làm công ăn lương bấp bênh với công việc hiện tại, gặp nhiều thị phi tại nơi làm việc, không được cấp trên công nhận, nên bạn phải thật sự bình tĩnh để giải quyết mọi công việc, tránh để cảm xúc lấn át, làm hỏng việc lớn. Người tự chủ kinh doanh buôn bán cũng không khởi sắc hơn, gặp nhiều bất lợi, tệ hơn là có dấu hiệu bị hãm hại chèn ép bởi đối tác, thận trọng trong hùn hạp làm ăn, kẻo tiền mất tật mang. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về tài lộc và tiền bạc. Công việc bất lợi nên tài lộc cũng giảm sút trông thấy, xung khắc địa chi ngăn cản nhiều cơ hội làm giàu dù đã ở trước mắt. Trong tháng kiếm tiền đã khó khăn, tiền làm ra lại khó giữ, bạn sẽ phải chi tiêu rất nhiều khoản, lớn nhỏ trong việc sinh hoạt gia đình cũng như công việc làm ăn. Người làm công ăn lương thu nhập hầu như không có tăng do chỉ có một nguồn thu chính. Kinh doanh buôn bán cũng không mấy thuận lợi, dễ bị tình trạng bùng hàng, ế ẩm. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để hợp tác mở rộng làm ăn hay đầu tư, khả năng cao không thu hồi được vốn và nghiêm trọng hơn còn khiến bạn rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mấy quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Dần trong tháng này không tốt, thường xuyên ốm đau bệnh tật, lâu ngày mới khỏi. Áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến gia chủ phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Khó tránh các chứng bệnh về thần kinh và hệ tiêu hóa như đau đầu, đau dạ dày, giảm sút thị lực. Vì thế, quý vị gia chủ cần học cách cân bằng giữa công việc và học tập, nghỉ ngơi thư giãn đầu óc, tinh thần, nên kết hợp với tập luyện thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường thể lực. Các quý vị gia chủ tuổi Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Dần.
Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này về phương diện tình cảm gia đạo không được tốt với những người tuổi Dần, chủ về gặp chuyện buồn, thiếu hòa khí. Người độc thân dù có được một vài cơ hội gặp gỡ người khác giới do người lớn giới thiệu, nhưng dù là nam hay nữ vẫn khó tìm được người ưng ý. Các mối quan hệ chỉ chớp nhoáng rồi thoáng đi, khó đọng lại. Những gia chủ tuổi Dần đã yên bề gia thất tháng này dễ xảy ra các cuộc tranh chấp cãi vã lớn có nhỏ, khiến cho tình cảm rạn nứt, không khí gia đình không được yên ấm. Các cặp đôi đang hẹn hò mà tính chuyện kết hôn e rằng khó mà thành đôi. Tử vi của từng tuổi Dần trong tháng 7 âm lịch năm 2022, tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng quý mến, không phải lo nghĩ nhiều, tuy nhiên xảy ra một vài tranh cãi nhỏ với người trong gia đình. Bản mệnh cần chú ý nhiều về tính tình của mình, các mệnh chủ cần bình tĩnh tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết, tránh những trường hợp suy nghĩ không thấu đáo sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Tình hình sức khỏe cũng không thể chủ quan lơ là, bạn nên duy trì thói quen rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, tháng này có sự tương khắc bất lợi cho những người tuổi Nhâm Dần, chủ về khó khăn, mọi sự gặp bất lợi, công việc làm ăn của gia đình gặp đủ chuyện rắc rối bất lợi, hoạt động kinh doanh trì trệ do bị đối thủ cạnh tranh phá hoại. Về gia đạo bất ổn, thiếu hòa khí giữa anh em, con cháu trong nhà, thường xuyên xảy ra lục đục cãi vã, thời gian cuối tháng mọi sự có thể tươi sáng hơn. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, tháng này phương diện cuộc sống của những người tuổi Dần sinh năm 1974 không được thuận lợi như ý. Trong sự nghiệp, bạn gặp phải nhiều trở ngại, lại thêm ảnh hưởng tuổi tác, bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng, hoặc dù có tiếp tục thì cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này sẽ khiến sai sót lại càng dễ xảy ra hơn, nghiêm trọng, có thể dẫn tới tình trạng bị giáng chức hoặc phạt tiền. Phương diện tình cảm cũng không thực sự ổn định, bạn dễ bị lôi kéo bởi những cám dỗ bên ngoài, lạnh nhạt với nửa kia. Nếu không tự nhắc nhở bản thân, bạn sẽ dễ sa ngã khiến hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Tháng này tình hình sức khỏe của những người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi vì bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng này, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cần lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, đương số dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Người tuổi Mậu Dần gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc, vì thế bản mệnh cần phải biết nắm chắc cơ hội, thể hiện năng lực và tài hoa của mình trong tập thể. Người tuổi này cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc kiếm tiền được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Nếu có cơ hội, có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư, phân tích tình hình thị trường, bạn có thể kiếm thêm được những khoản thu nhập ngoài mức lương chính. Phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc, những người còn độc thân có thể được đối tượng khác giới theo đuổi, nhưng khuyên bạn không nên đi đến những quyết định quá vội vàng mà nên suy nghĩ cẩn thận, quan sát kỹ càng. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm là Đại Dịch Thổ, tháng Thân Lục Hợp Tỵ, Tam Hợp Tý và Thìn thành Thủy Cục, Xung Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tý và Tuyệt Mão. Đối với những người tuổi Dần trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 7 năm 2022, tức ngày 30 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 7 năm 2022, tức ngày 11 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Thân, có nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 7 năm 2022, tức ngày 23 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Thân, có nạp âm Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng.
lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Dần trong tháng 7 âm lịch năm 2022 nhâm Dần. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 7 năm 2022, tức ngày 2 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tinh Hợi, có nạp âm Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 7 năm 2022, tức ngày 14 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Hợi, có nạp âm Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Hợi, có nạp âm Thọ Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày trong tháng cát lành để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu hoặc là liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị của chương trình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí từ các trợ lý của chúng tôi. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Dần trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này thì quý vị sẽ có được những hành trang vững chắc để chúng ta bước vào tháng 7 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước trong hành trang của mình và hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.